Chào tất cả các anh, hôm nay em giới thiệu đến các anh cây đèn măng sông của anh hiệu Tilay, sản xuất khoảng thập niên 50-60, tình trạng thì rất còn rất là đẹp, tất cả đều sáng bóng, bóng thì bóng zin, bình bình đồng, đây chữ này Tilay Made in United Kingdom, bóng bóng zin nè. Hình ảnh chi tiết em chụp hình ảnh chi tiết và giá bán để ở đường link ở ngay phần mô tả, anh bấm vào đó nó dẫn về trang web, mà anh vào xem hình ảnh chi tiết. Còn cái này em quay sơ thôi rồi để lên lửa test lửa mấy anh xem nha. Này mình đây gục mồi của nó. Mấy anh châm cồn đây, châm ướt nha. Châm nhiều nhiều ướt một tí. Này bữa hàng về thì em bỏ thêm măng sông vô em test rồi, đâm ra đốt rồi thì lên test thật trước rồi, rồi giờ hôm nay mới quay thì đốt rồi thì cái tim nó trắng vậy, chứ còn bình thường tim chưa đốt thì nó màu trắng khi nó chưa có rút lại nha. Này thì mình bơm, mình giải khóa bàn lại, mình bơm cái bơm nó nặng tay ra được. Cái này còn rất là mới nha mấy anh. Nó chưa có nóng, nó còn lên dòng sóng, mình đốt thêm tí xíu nữa nha. Khi nào nó nóng mà mình mở là nó không có bị lên dòng sóng. Tại em mới mở thử nó chưa kịp nóng lắm, nó lên dầu sống nó phật. Đó, nó nóng rồi, nó đủ nóng rồi, nó không có lên dầu sống nữa là nó cháy, nó không có bị khói. Rất là sáng đẹp, nó đủ nóng rồi là nó không có khói mà nó rất là sáng. Hồi nãy là em chưa đủ nóng là nó phực lên dầu sống liền. Tắt đèn cho bạn. Sáng rất là mạnh nha. Sáng em không có bị giật. Mở đèn đi con. Cái cây này mình mà muốn tắt thì mình chỉ cần khóa van lại thôi, không cần phải xả gió dưới đây đâu, mình khóa van lại là nó tắt. Nó tắt rồi, lần sau mình xài lại thì mình cứ mồi cho nó nóng thì nóng, rồi mình bơm lên chút xíu nữa, nếu tại vì nó còn hơi ở trong đó, mình chỉ cần bơm lên thêm chút xíu nữa thôi là mình nó nóng thì nóng, rồi mình mở van là nó cháy thôi. Rồi em kết thúc video từ đây. Chào tạm biệt các anh, hẹn lại gặp lại các anh vào những video sau. Bye bye.